chung vào vòng cổ Thu Vân với những lời ca tiếng hát thật ngọt ngào dâng đến tổ ạ. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với lớp trích đoạn Trọn Nghĩa Quên Tình, trích Sử Bá Đao Từ Hải Thọ của tác giả Vũ Truyện. Một tràng pháo tay thật lớn cho nam nghệ sĩ Trọng Nghĩa trong vai Điều Phụng Sanh, nghệ sĩ Vân Hà trong vai Tạ Ngọc Dung. Một tràng pháo tay thật lớn cho trích đoạn Trọn Nghĩa Quên Tình. Tại sao nàng lại mặt ủ mày trâu? Ta làm chi nên tội mà nàng hờn dỗi? Nè phu nhân, đến đây coi kìa. Phu nhân, ta có làm gì đâu mà sao, tại sao nàng lại đến xa ta như vậy? Ta có làm gì nên tội? Nàng hãy nói cho ta nghe. Nàng nên nhớ, Phu nhân, sao nàng lại như thế? Nàng hãy nói cho ta nghe đi. Phu quân, thiếp những ngỡ chàng là chính nhân quân tử, nhưng nào ngờ đâu chàng chẳng khác như kẻ thương phu. Phu nhân, ta làm lỗi chi sao nàng ăn lòng như vậy? Nàng nên nhớ, nàng là kẻ có học chứ đâu phải là kẻ thất phu. Nàng nên nhớ rằng tại gia tòng phủ xuất gia tòng phu phải xứng đáng là người vợ, nên có hai người đảm đang nổi trở. Cuốn phép lễ nhường, cuốn phép lễ nghi, chứ có đi đâu học mê đòi theo thói kim liên. Lớn tiếng với chồng, cao giọng xó xuyên, thiên hạ chê cười mất hết gia nghiêm. Rõ ràng đi nhất bất khi nhị, bắt lỗi người không xét lỗi ông. Tài học không nào không, chỉ mà đòi chân phá ở cửa công. Nè, ta lỗi gì? Nàng nói cho rõ. Nàng nên nhớ, phù xương phủ tùy, gái nghịch chồng tội ấy ra sao? Gái
nghịch chồng. Tôi đang sống thay. Hay, hay lắm. Nhưng thôi, dẫu sao cũng là nghĩa vợ chồng, ta nào cố chấp. Cô kìa, nàng đừng có đùa dai, làm ta đây mất đi niềm hòa khí. Này phu nhân, đừng đã... Tướng công, chàng đã hỏi xong, giờ cho phép thiếp được quyền hỏi lại. Vợ yêu quý, còn gì bàn nữa. Được rồi, nàng cứ hỏi, hỏi gì ta sẽ trả lời cho nàng biết. Gái nghịch chồng, tôi đang phân thay. Nhưng tương công chàng ơi, con trai, con trai mà sao? Yeah.
đành nhiệm đề, không thấy cho người đề vinh dễ. Quá phụ nhường nàng quá, lo đóng cửa lo cái chuyện tề gia, đừng giải dục xem vào quốc sự. Thank you.
hoàng hốt hỏi bình an. Chờ tới ngày hốt qua thở nghiệp. Xin được cảm ơn.